Vâng, em xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay là ngày 4 tháng 5 năm 2022. Em là Lan Rừng Bảo Tú. Số điện thoại liên hệ là 0368 468386. Thì phiên sáng ngày hôm nay em có một cái lô lan rừng Bình Thuận, đó lan bản địa, bao gồm có tam bảo sắc hoa vàng này. Tam bảo sắc hoa vàng thì cô chú anh chị cũng biết mặt hoa rồi đúng không ạ? Hoa rất là thơm và cực kỳ là đậm màu luôn. Tiếp theo là có một lô sắc Bình Thuận này. Đó, sắc cái dòng này thì hoa của nó cực kỳ là đậm màu. Bữa hôm nọ thì nhà em vườn em có nở thì em cũng đã lên cho cô chú anh chị mình cùng ngắm rồi. Đó, hoa cực kỳ là đậm màu và được thêm một cái nữa là ngồng hoa. Ngồng hoa của nó cực kỳ là dài luôn nhá. Và hương thơm thì khỏi bàn rồi đúng không ạ? Ví dụ như cây này này. Cây này thì cái ngồng hoa của nó phải đến 25 cm. Đó, ở đây có cây này có 3 ngồng hoa này. Đó, cô chú anh chị nhìn 3 ngồng hoa và có 2 ngồng thì nó rất là dài luôn. Nó dài đến khoảng cỡ 20-25 này. Đó, ngồng hoa và hoa cực kỳ là dài. Và cái bông nó nở ra thì cực kỳ là thơm và rất là đậm màu luôn nha. Đó, ở đây em có một lô cây khá là lớn này. Một cây này. Đây, cây này là cây một mẹ một con này, một cặp lá của nó hơi bị lỗi tí lỗi từ rừng nha. Ở đây này, hôm qua dân vừa mới bóc này, rất là tươi tươi giói luôn. Đó, ngồng hoa ở đây nó bị gãy mất một đoạn này, gãy mất một đoạn này chứ không là nó cũng khá là dài nha. Đó, ở trong này có hai cái vòi nữa này. Đó, nói chung là lô này có 6 cái vòi hoa rồi này. 6 rồi này, cây này thì xếp cực kỳ là đẹp này. Cây này thì cũng có 3 cái ngồng hoa. Đó, cô chú anh chị thấy không? 3 cái vòi. Và vòi của nó thì vòi nào cũng phải trên 20. Đó, vòi nào cũng trên 20. Về mà cô chú anh chị mình làm một tác phẩm cho cái lô này thì nó sẽ cực kỳ là đẹp luôn nha. Ba rễ này, ba rễ 4 cây. Cây này thì nó hơi bị lỗi lá một chút nha. Cây từ rừng về cô chú anh chị mình thông cảm hộ em. Đấy, không em không thể nào mà đảm bảo hết được nữa mà. 4 cây này. Đó, 4 cây là có 10 vòi hoa rồi, 10 cái ngồng hoa rồi. Đây có một cây một mẹ một con nữa. Đó, có 3 cái ngồng hoa luôn này, 3 này. Trên này một ngồng nữa là 4 này. Đó, 5 cây mà có 14 vòi hoa và ở đây có thêm một cây nữa 6 cây. Vòi hoa này thì cây này thì không có bông. Nhưng mà cây đẹp cho nên em vào chung lô luôn nha. Đó, lô này có 6 cây, tất cả có 14 vòi bông về cô chú anh chị mình mà ghép thành một cái chậu tác phẩm ngắm thì cực kỳ là đẹp luôn nha. Cái lô sóc đầu tiên, lô sóc số 1 em bán là 600 ngàn cho lô sóc đầu tiên, bao gồm có 1, 2, có 2 cây mẹ con, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây, tất cả có 600 ngàn cho lô sóc số 1. Tiếp theo lô sóc số 2. Lô sóc số 2 lúc nãy em đếm là cũng có 10 vòi hoa. Có 10 vòi luôn. Đó. Và cây này thì nó nói chung là nó không được đẹp mã lắm nha cô chú anh chị. Cây nó bé, ngắn hơn, không được đẹp mã lắm nhưng mà vòi hoa của nó này, cô chú anh chị mình nhìn này. Đấy, khẳng định luôn là cái sóc Bình Thuận này là vòi hoa cần hoa cực kỳ là dài và hoa nó rất là đậm màu luôn. Đây nha, cây bé có 4 lá, 5 lá thôi mà cái cần hoa của nó được cỡ khoảng 20, thấy không ạ? Cực kỳ là đậm màu này. Đó, cái màu đặc trưng luôn. Mà sắc Lào thì nó không bao giờ bằng được đúng không ạ? Sắc Lào thì em đảm bảo là cái cần hoa của nó ngắn hơn nhiều. Ở đây tất cả cái lô này có 9 cây. 9 cây có 10 vòi bông thì em bán là 100 ngàn cho lô sóc số 2 nha. 100 ngàn cho lô sóc số 2. Lô sóc này là không đẹp bằng 100 ngàn. Tiếp theo ở đây có một lô tam bảo sắc. Giáng hương tam bảo sắc hoa vàng. Và hoa của nó thì cũng cực kỳ là đậm màu. Đang có nụ luôn này. Đang có nụ luôn nha. Có 1 cây, 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7, 8 nụ này, 7, 8, 9, 10 này. Cây này rất là đẹp này. Cây mẹ con này. 10, 11, 12 cây. 12 cây tất cả. Cô chú anh chị mình xem ngổng hoa đây này. Đó, cây này có 2 này. Cây này có 3 nhưng mà bị hư mất 2 thì còn 1. Đó. Về cô chú anh chị mình muốn dưỡng cây thì cô chú anh chị mình cắt cái ngồng hoa đi để sang năm mình ngắm cây sau cũng được. Đó. Lô tam bảo sắc số 3 em chia sẻ cô chú anh chị mình là 500 ngàn
cho cái lô tam bảo sắc nhá. Lô tam bảo sắc 500 ngàn có 12 cây. Tam bảo sắc hoa vàng và cực kỳ là đậm và cực kỳ là thơm luôn nhá. 500 ngàn cho cái lô tam bảo sắc này. Tiếp theo ở đây có một ít tam bảo sắc hàng ký. Tam bảo sắc hàng ký này, nói chung là cây của nó không được xếp lắm, không được đẹp lắm nha. Nhưng mà em đảm bảo cô chú anh chị mình là không gãy ngọn, không dập lá này. Đó, một số thì cũng đang có nụ. Một số đang có vòi nụ và vòi nụ này thì cũng khá là dài, không thua kém gì sắc đâu ạ. Đó, em bán ở đây là 120 ngàn cho một ký tam bảo sắc hoa vàng. Nói chung là tam bảo sắc, nói chung hàng rừng bây giờ thì nó cũng khá là ít, khá là hiếm rồi. Cho nên là giá của nó đã nhỉnh hơn, cao hơn một chút. Và cái đặc biệt là cái dòng hoa vàng này nữa, nó cũng khá là ít thôi. Cho nên là giá cao hơn một chút, cô chú anh chị mình thông cảm hộ em. Đấy, 120 ngàn cho một ký nha. 120 ngàn cho một ký tam bảo sắc này này. Tiếp theo ở đây em có những cái giò, những cái dề tam bảo sắc đã thuần rồi này. Đã thuần tại vườn rồi, cô chú anh chị mình nhìn dễ đi ạ. Dễ ra rất là khỏe luôn nha. Dễ ra rất là khỏe và rất là dài rồi. Có một số thì đang nụ nhá, một số thì đang nụ này. Ở đây có cây đang nụ, cây ra nụ khá là to rồi này, cỡ khoảng 3-4 hôm nữa sẽ có bông. Thì ở đây những cái dề thuần, những cái giò thuần như vậy em có khá là nhiều nhá. Vườn em rất là nhiều tam bảo sắc, cho nên là cô chú anh chị mình đặt hàng thoải mái giúp em. Đó. 150 ngàn cho một giò, một dề như vậy, nó ít nhất là có 5 cây trở lên. Cho một giò thì em bán là 150 ngàn cho một giò nha. 150 ngàn cho một giò giá hương tam bảo sắc hoa vàng. Có cây đã thuần khỏe đẹp như vậy rồi. Ngoài ra ở đây hôm nay em có những cái miếng thớt, mà miếng thớt vú sữa. Thớt vú sữa nhà em thì cô chú anh chị mình cũng đã quen rồi, đúng không ạ? Em bán là 15 ngàn cho một miếng. Nói chung là trồng thớt như này thì em đã được lỗ hết rồi. Đó, ở đây thì dễ có thể bám xuyên qua lỗ rất là khỏe luôn, đúng không ạ? Thớt vú sữa và cái cây vú sữa ở trong Nam thì như là cây nhãn ở ngoài Bắc các cô chú anh chị lan phát triển cực kỳ là tốt luôn nha. Em bán là 15 ngàn cho một miếng này. Và ở đây thì đường kính của nó được cỡ khoảng 20 cm nha. Chiều dài thì có thể hơn và chiều ngang thì nó có thể là bé hơn 20 một chút nha. Đó, nhìn nếu mà mình ghép như này treo thì nó sẽ rất là gọn, rất là gọn, rất là đẹp và nó thẩm mỹ nữa. Đó, 15 ngàn cho một miếng và em gửi từ 10 miếng nha. Rồi em cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều ạ. Hy vọng cô chú anh chị sẽ đăng ký kênh và ủng hộ em ạ.